Bia, diễn biến mới nhất vụ cơ thủ Yến Nhi từ bỏ tiền đi Pháp thi đấu. Trao đổi với đại diện của VBFF cho biết phía liên đoàn sẽ có buổi gặp mặt với đại diện của Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng để làm rõ về vụ việc liên quan đến nữ cơ thủ bộ môn Bia Carom Ba Băng Nguyễn Hoàng Yến Nhi. Tính đến thời điểm này, hai bên vẫn chưa chốt cụ thể lịch làm việc, nhưng dự kiến là trong tuần tới. Vị đại diện của VBFF nói, để chúng tôi sẽ có buổi gặp mặt để làm rõ những thông tin mà cơ thủ Yến Nhi đã đăng tải. Liên đoàn và đơn vị chủ quản của Yến Nhi, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng, sẽ cùng nhau thống nhất những thông tin sao cho chính xác nhất. Ở phía ngược lại, cơ thủ Nguyễn Hoàng Yến Nhi cho biết đã nhận được thông tin về buổi gặp mặt với đại diện VBFF, nhưng vẫn chưa biết chính xác khi nào sẽ làm việc. Cơ thủ người Đà Nẵng bộc bạch, cô mong muốn VBFF sẽ thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn với các cơ thủ, dù là nam hay nữ. Yến Nhi là nữ cơ thủ đầu tiên của Bia Việt Nam giành huy chương ở giải nữ vô địch thế giới. Trước đó, Yến Nhi từng tham dự giải Bia Carom Ba Băng nữ vô địch thế giới World Championship Ladies 2024 tại Pháp. Tại giải đấu danh giá này, cơ thủ người Đà Nẵng đoạt huy chương đồng. Đây là cột mốc mới của Bia Việt Nam. Khi Yến Nhi là nữ vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành huy chương tại đấu trường World Championship nữ. Sau khi trở về nước, Nguyễn Hoàng Yến Nhi bày tỏ tâm trạng khi không nhận được bất cứ sự quan tâm nào từ VBFF. Yến Nhi cho biết, cô và đồng đội Phùng Kiện Tường đã tốn khoảng 55 triệu đồng một người cho lần đi Pháp dự giải nữ vô địch thế giới 2024, gồm tiền vé máy bay khứ hồi, ăn uống trong 6 ngày, di chuyển tàu xe đến địa điểm thi đấu. Em cảm thấy thật sự rất bất công với các vận động viên đang thi đấu và cống hiến cho nước nhà mà không nhận được một khoản chi phí hỗ trợ nào từ VBFF. Vậy câu hỏi được đặt ra là thành lập VBFF để được gì? Trong khi trước đó khi VBFF chưa thu tiền vận động viên thì đơn vị chủ quản của em sẽ tự lên kế hoạch cho việc có vận động viên đi thi đấu nước ngoài, cơ thủ quê Đà Nẵng chia sẻ. Quyết định cử Yến Nhi tham dự giải nữ vô địch thế giới 2024 tại Pháp. Sau những thông tin Yến Nhi đăng tải, VBFF khẳng định rằng hai bên đã thống nhất với nhau về mặt kinh phí trước khi vận động viên ra nước ngoài thi đấu. Theo đó, quyết định cử Yến Nhi tham dự giải nữ vô địch World Championship Ladies có ghi rõ, đề kinh phí của đoàn đi do đơn vị chủ quản của các vận động viên bố trí.